chém đứt cổ con nợ vì không chịu trả 750.000 đồng. Cảnh nợ tỷ 750.000 đồng, khi tỷ đến đòi nợ, Cảnh không trả, còn đuổi đánh tỷ. Uất ức, tỷ chạy về nhà lấy con dao chặt mía mang đến chém thẳng vào cổ nạn nhân, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Ngày 21 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Ngọc Tỷ, sinh năm 1985, ngụ huyện Bến Lức về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2016, sau khi uống rượu về, Tỷ nhớ lại Hồ Minh Cảnh, sinh năm 1982, nhiều lần mượn tiền của mình với số tiền 750.000 đồng nhưng chưa trả nên đi tìm. Do Tỷ và Cảnh thân nhau nên thường xuyên nhậu chung. Tỷ biết Cảnh thường nhậu ở nhà ông Chắc, ngụ xã Bình Đức nên đến đây tìm. Tại đây, Tỷ lớn tiếng đòi tiền Cảnh khiến Cảnh quê, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Uất ức vì bị Cảnh đánh, Tỷ chạy về nhà tìm cây dao chặt mía rồi quay lại nhà ông Chắc tìm Cảnh tính sổ. Thấy Cảnh cùng mọi người vẫn còn ngồi nhậu, Tỷ lập tức vung dao chém mạnh trúng vào cổ gần đứt lìa đầu Cảnh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy anh trai bị chém, Hồ Minh Tấn liền tới tước dao và đuổi chém Tỷ, làm Tỷ bị thương nhẹ ở vùng đầu. Tỷ bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt giao cho cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Tỷ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của Tỷ đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, từ mâu thuẫn nhỏ bị cáo cướp đi sinh mạng của bị hại. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 110 triệu đồng để khắc phục hậu quả bị cáo bị hạn chế khả năng hành vi do di chứng từ tai nạn giao thông trước đó. Do vậy, sau khi nghị án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tỷ mức án 8 năm tù, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho ba người con của nạn nhân với số tiền 830.000 đồng trên một người một tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Rùng mình khi phát hiện sự thật hãi hùng trên sân thượng tòa chung cư. Trong giấc mơ, người bảo vệ tòa nhà liên tục gặp một thiếu phụ áo trắng. Một lần mộng du, anh được người này dẫn lên sân thượng, nơi giấu xác của thiếu phụ đang mang thai bị nhân tình giết chết. Giấc mơ báo mộng của người thiếu phụ áo trắng quần đen. Về tiếp quản công việc không lâu thì anh Hát, đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy bột mì Miền Đông, có trụ sở đóng tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, có một giấc mơ kỳ lạ mỗi khi đêm về. Trong giấc mơ ấy, anh Hát thấy một người thiếu phụ dáng người nhỏ nhắn, mặc áo trắng quần đen, tìm đến nói chuyện. Trong câu chuyện, người thiếu phụ nói thèm ăn đậu phộng luộc và xin anh cúng cho. Cuối năm 1978, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh rất nóng nực, oi bức. Trong giấc ngủ chập chờn giữa cây nóng như thiêu, anh Hát lại bất ngờ gặp lại người thiếu phụ áo trắng quần đen xin đậu phộng luộc hôm nào. Lần này cô lại cầu xin anh một điều khác, đó là hãy chuyển nhà cho cô vì chỗ cô đang ở quá nóng. Trong giấc mơ của mình, anh Hát bảo người thiếu phụ, tôi biết nhà cô ở đâu mà giúp cô chuyển nhà. Nào ngờ, người thiếu phụ trả lời, nhà tôi ở cái thùng phi trồng cây sống đời ở trên sân thượng nhà này, anh cứ lên mà xem sẽ thấy. Rồi không hiểu sao, cả đời chưa bao giờ bị mộng du, mà trong giấc mơ ấy, anh Hát lại bị mộng du. Trong cơn mộng du, anh tuột xuống giường, đi ra cầu thang và lên sân thượng. Cứ đi thế cho đến khi tráng cọc mạnh vào cánh cửa sân thượng vẫn đóng chặt, anh Hát mới giật mình tỉnh ngủ và phát hiện ra mình đã được người thiếu phụ trong mơ dẫn đến nhà. Là người bạo gan, ngay sáng hôm sau, anh Hát đã mở cửa ra sân thượng để tìm thùng phi trồng cây sống đời, đúng như trong giấc mơ chị dẫn. Và đúng thế thật, anh đã thấy một thùng phi to, đổ đầy đất và trồng cây sống đời, để ở chỗ nắng nhất trên sân thượng. Chỉ vài nhát xẻng đào đất trong thùng phi, anh Hát đã nhìn thấy xương người chôn trong đó. Kể lại cho phóng viên câu chuyện giấc mơ báo mộng này, dù vụ án đã trôi qua gần 40 năm, nhưng ông Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên giám định viên tổ trưởng giám định pháp y thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất nhiều xúc cảm. Tuy những điều kỳ lạ nằm ngoài hồ sơ vụ án và cũng không ai có thể lý giải được vì sao như thế, nhưng đúng là cuộc đời này, ân đền oán trả, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, ông nói. Manh mối của vụ án dần hé mở nhờ bản mô tả của giám định viên. Sau khi nhận được thông tin từ anh Hát, đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy bột mì Miền Đông cho rằng một xác chết chôn trong thùng phi trồng cây sống đời, công an quận 6 đã phong tỏa và bảo vệ hiện trường, mời bác sĩ pháp y Nguyễn Thanh Tuyền, khi đó là giám định viên trưởng tổ chức giám định pháp y thành phố Hồ Chí Minh đến để khám nghiệm tử thi.
Khi tôi đến thì thấy xác chết đã phân hủy nhiều, bị chôn ở tư thế ngồi. Những năm đó quần áo pha nhiều ni lông nên chưa bị phân hủy. Vì vậy, qua chiếc quần đen và áo trắng của nạn nhân, tôi nhận định đây là một nạn nhân nữ. Sau khi đo khoảng cách tỷ lệ xương, tôi xác định người phụ nữ này khoảng 23 tuổi, cao khoảng 1,5 mét, dáng người nhỏ nhắn. Người phụ nữ này đang mang thai vì tôi thấy cả hài cốt của thai nhi. Ông Nguyễn Thanh Tuyền nhớ lại. Người phụ nữ này là ai? Vì sao lại bị giết một cách dã man khi đang mang thai như vậy? Tất cả là những câu hỏi làm điên đầu cơ quan điều tra. Để giúp cơ quan điều tra tìm ra tung tích nạn nhân, bác sĩ pháp y đã làm bản mô tả và căn cứ trên đó, cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm gia đình nào có nạn nhân nữ, khoảng 23 tuổi, cao 1,5 mét, dáng người nhỏ nhắn, đang mang thai giống như vậy mà đang bị mất tích. Bản thông báo phát ra xuống từng ngóc ngách của địa bàn, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà không thấy một ai đến báo tin. Các điều tra viên thất vọng, tưởng như vụ án đi vào ngõ cụt, thì bỗng một buổi chiều một người phụ nữ tên là Trần Thị Hát tìm đến công an quận 6 để trình báo. Người phụ nữ này cho biết đầu năm 1978, gia đình chỉ có một người con gái tên Nguyễn Thị M, 22 tuổi, đi khỏi nhà và từ đó không thấy trở về. Vì dạo đó người đi vượt biên rất nhiều nên gia đình nghĩ chị em M bị bạn bè rủ rê bỏ nhà đi vượt biên nên không báo với cơ quan công an. Khi gia đình nhận được thông báo của cơ quan công an quận 6, so sánh có nhiều đặc điểm giống con gái mình như dáng người, độ tuổi và đặc biệt là bộ quần áo giống với con gái mặc đi khi bị mất tích nên đã quyết định đến cơ quan công an để trình báo. Cũng theo lời của chị Trần Thị Hát thì trước khi mất tích, con gái chị có yêu một người làm phó chủ tịch phường, trụ sở của phường đóng tại địa điểm mà hiện nay đang là nhà máy bột mì. Sau khi ủy ban nhân dân phường chuyển đi, sau nhiều lần chuyển giao cho các cơ quan khác nhau, cuối cùng thì nhà máy bột mì tiếp quản và trở thành trụ sở của nhà máy. Bí ẩn dưới gốc cây sống đời phơi ngoài nắng. Tiếp nhận thông tin từ chị Trần Thị Hát, các điều tra viên vui mừng như bắt được vàng, vì từ chỗ vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, manh mối đã dần hé mở để trả lời câu hỏi nạn nhân là ai. Vì sao lại bị giết một cách dã man khi đang mang thai như vậy, vốn đang làm điên đầu các cơ quan điều tra dư luận hết sức quan tâm. Tung các điều tra viên đi xác minh các hướng, cơ quan điều tra đã thu thập được thông tin khi Ủy ban Nhân dân phường đóng ở đây, có một người tên là Nguyễn Tấn B, là phó chủ tịch. Người này một thời gian dài có quan hệ yêu đương với một cô gái trẻ. Nhưng gần đây thì mọi người thấy anh ta không qua lại với cô gái đó, mà lại sắp cưới vợ là một cô gái quê ở Bến Tre. Xác định Nguyễn Tấn B có thể là nghi can số 1 trong vụ án. Tuy nhiên vì thời điểm đó đối tượng đang giữ một vị trí quan trọng trong cơ quan nhà nước nên cơ quan công an tập trung điều tra thu thập chứng cứ thật đầy đủ rồi mới mời đối tượng lên làm việc về vụ mất tích của chị Nguyễn Thị M. Dường như có tật giật mình, đối tượng Nguyễn Tấn B tỏ ra bối rối và có nhiều điều bất minh trong lời khai và trước những chứng cứ không thể chối cãi đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan công an điều tra, kẻ thủ ác khai nhận trước khi quen Nguyễn Thị M, anh ta đã có người yêu ở Bến Tre. Tuy nhiên do hai người ở xa nhau nên khi quen M, thấy M xinh xắn mà lại tỏ ra thích mình nên anh ta xác định quen để lấp chỗ trống đỡ buồn. Nhưng sau một thời gian qua lại, M thông báo đã có thai và đề nghị cưới gấp. Tất nhiên là B không thể nào cưới M vì đã định ngày cưới với cô người yêu ở Bến Tre. Nhưng B cũng không dám nói ra sự thật này với Nguyễn Thị M vì sợ cô gái này sẽ làm ầm ĩ, ảnh hưởng đến vị trí công tác. Suy nghĩ tìm cách giải quyết, Nguyễn Tấn B nảy sinh ý định giết M để bịt đầu mối. Mùa xuân năm 1978, nhưng việc phát động lễ trồng cây, trong vai trò là phó chủ tịch phường, Nguyễn Tấn B đã yêu cầu cấp dưới mang một thùng phi lớn, đổ đầy đất đặt lên sân thượng của cơ quan để trồng cây sống đời. Lấy lý do cây sống đời ưa nắng, B yêu cầu phải đặt thùng phi ở chỗ nắng nhất của sân thượng, với hy vọng dưới sức nóng của mặt trời, cái xác chôn trong thùng phi sẽ nhanh phân hủy. Thu xếp mọi việc xong xuôi, tới hôm đó, B rủ M đến trụ sở làm việc để nói chuyện, không nghi ngờ gì về người yêu và khấp khởi nghĩ đến ngày thành vợ chồng, hạnh phúc với đứa con trong bụng. M trong bộ trang phục quần đen, áo trắng đã tìm đến gặp B. Lợi dụng lúc M không để ý, Nguyễn Tấn B đã siết cổ M đến chết và đem xác lên sân thượng bỏ vào thùng phi trong tư thế ngồi, rồi lấp đất trồng cây sống đời lên trên.